mình giúp nha. Ok nè. Ủa vậy? Ủa, cũng các bạn không ra một đâu, các bạn có biết gì đâu mà ăn nữa thôi. Không dám đâu, tụi mà làm được nha, này là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ bắt đầu thôi. Đây là nhà trứng. Đây có xíu ăn sao đây. Rất đẹp và dễ đọc dễ hiểu nhé. Đầu tiên là kiến thức cần biết, ví dụ như ở kỹ năng này, phần kiến thức cần biết là kể ra một số đồ dùng trong bếp. Chúng ơi, chẳng biết không, nội dung tiếp theo là chuyện của chúng mình. Đây là nội dung chính của kỹ năng ăn.
an toàn mới đòi dùng nhà bếp, giới thiệu một số hành động như lau ngay khi nước đổ, không tự sử dụng các đồ vật trong bếp. Kết thúc kỹ năng là phần mắt nhỏ và trách nhiệm kỹ năng sống. Ê, giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn biết những kỹ năng trong quyển 4 này nha. Khi xảy ra họa trang 8. Đây là kỹ năng hướng dẫn chúng ta cách xử lý tình huống nếu không may gặp họa hoạn. Kỹ năng đó có 3 trang và chúng mình biết được số điện thoại gọi khi xảy ra cháy là 114. Chẳng à, nếu ở chung cư xảy ra cháy không được đi thang máy. Ủa? Sao vậy? Anh máy đi nhanh mà. Tại vì nếu mà ở thang máy, nếu mà rất tiện là mình bị kẹt trong đó luôn á. Mà nếu ở tầng trên cao thì không nên chạy xuống tầng dưới mà nên chạy lên tầng thượng. Bạn thấy kỹ năng này hay không? Bạn biết là hay rồi. Tiếp theo là kỹ năng khi bị bỏng trang 11. Kỹ năng phòng tránh bị giật trang 15. Kỹ năng kế tiếp khi bị rắn độc chó cắn trang 19. Kỹ năng khi ngạt hấp dị vật trang 23. Kỹ năng này hay lắm nè. Ủa? Có kỹ năng khi không may ngã bị thương ở tay chân đâu. Từ nè, kỹ năng đó nằm ở trên 26. Kỹ năng đuối nước nằm ở trên 29. Bạn cứ yên tâm, cần nhiều kỹ năng lắm, bạn cứ đọc từ từ. Ok, mình đọc hết cho các bạn xem. Chào con. Chú. Chú cho có quà cho con nè. Không. Con nhận đi. Không, mẹ con không cho con nhận đồ lại, con không có quà. Con nhận đi, con nhận đi, con nhận đi. Con nhận đi, con nhận đi. Ơi, các bạn có biết không, bộ sách kỹ năng sống dành cho học sinh tiểu học 50 điều cần thiết cho học sinh tiểu học chắc chắn sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích không chỉ cho các em học sinh đang trong quá trình bồi dưỡng trau dồi những kỹ năng sống cho bản thân mà còn là tài liệu vô cùng cần thiết đối với các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh trong quá trình nuôi dưỡng trẻ khôn lớn. Nhóm lên sách một.